Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay Di động Cao Cấp .vn giới thiệu bạn chọn bộ main của điện thoại Lumia 540 chính hãng đang được cung cấp tại Di động Cao Cấp .vn. Đây là trên tay mình, đây là cả bảng main của điện thoại Lumia 540 với phần khay SIM, khay thẻ nhớ, chân SIM, tất cả đó, phần linh hồn của điện thoại Lumia 540 nằm ở trên tay mình như này, cả một bảng main nhỏ nhỏ xinh xinh như này thôi. Khi khách hàng gặp có sự cố liên quan đến phần cứng của điện thoại Lumia 540 bị lỗi hỏng do rơi vào nước, va đập, chập main, chết ổ cứng IC mà không có cách nào khác khắc phục được, nhưng màn hình, pin, vỏ máy, nói chung là những linh kiện bên trong của điện thoại Lumia 540 vẫn còn dùng được, quý hàng có thể chọn dịch vụ thay mới bảng main của điện thoại Lumia 540 chính hãng đang được cung cấp tại Di động Cao Cấp .vn. Khi đó Di động Cao Cấp .vn sẽ thay cho các bạn cả bảng main như thế này, được bảo hành 3 tháng sau khi thay, đảm bảo quý hàng không phải gặp các sự cố, không gặp lỗi khi mà sử dụng cái main của điện thoại Lumia 540 chính hãng do Di động Cao Cấp .vn. Một sự lựa chọn đầy kinh tế so với việc là phải mua một chiếc máy mới tinh. Trong khi đó, tất cả linh phụ kiện của Lumia 540 quý khách vẫn còn dùng được. Thông tin thêm về dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Lumia 540, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 0466750999 để được tư vấn hỗ trợ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của Di động Cao Cấp .vn, địa chỉ cung cấp linh phụ kiện điện thoại Lumia 540 hàng đầu hiện nay.